Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin một người bán rau tại chợ Phùng Khoang dương tính với SARS-CoV-2, 19 giờ tối qua 31 tháng 7, phường đã phong tỏa, phun khử khuẩn chợ Phùng Khoang Trung Văn 2. Chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn hiện nay được chia làm hai chợ, chợ Phùng Khoang Trung Văn 1 và Phùng Khoang Trung Văn 2. Hai chợ này nối liền nhau, tổng số có 300 người bán hàng tại chợ, khu 1 có 100 người, khu 2 có 200 người. Trong sáng 1 tháng 8, lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm đã có mặt tại chợ Phùng Khoang Trung Văn 2 để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 300 tiểu thương, chủ yếu là người bán hàng rau củ quả. Theo ghi nhận, hoạt động tại chợ Phùng Khoang Trung Văn 1 vẫn diễn ra bình thường, có khá đông người dân đến trao đổi mua bán hàng hóa. Trước khi vào cổng, lực lượng bảo vệ kiểm tra thân nhiệt, phiếu vào chợ và yêu cầu người dân sử dụng nước sát khuẩn. Còn tại cổng Phùng Khoang Trung Văn 2, các tiểu thương vào bên trong lấy mẫu xét nghiệm, còn người dân và mua lương thực sẽ được hướng dẫn đi cổng khác. Trường hợp cụ thể ca dương tính SARS-CoV-2 là bà BTH, 39 tuổi, ở Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, hàng ngày, bà thường lấy rau tại chợ Vồi, Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm từ khoảng 4 giờ đến 8 giờ sáng. Ngày 27 tháng 7, bà xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30 tháng 7, bà sốt, ho, đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp khám, được test nhanh dương tính, lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và có kết quả dương tính. Qua điều tra bước đầu, xác định bệnh nhân bán hàng tại chợ đầu mối Phùng Khoang tiếp xúc với nhiều người. Sơ bộ xác định 12 trường hợp F1 là những người bán hàng xung quanh có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.